lời rằng sống chậm lại mang chút kinh nghiệm tốt. Ngộ ra rằng sống chậm lại có thể mang lại nhiều trải nghiệm tích cực trong cuộc sống thường đòi hỏi một chút trải nghiệm và suy ngẫm. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn nhận ra giá trị của việc sống chậm lại. Thực hành thiền và chánh niệm. Bằng cách tập trung vào hiện tại, bạn có thể cảm nhận rõ hơn những gì đang diễn ra xung quanh và trong chính bản thân mình. Thiền và chánh niệm giúp giảm căng thẳng và mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Tìm thời gian để dừng lại, hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Điều này có thể là một buổi đi dạo trong công viên, đọc sách, hoặc đơn giản là ngồi một chỗ và thở sâu. Chú ý đến những điều nhỏ bé. Khi sống chậm lại, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những điều nhỏ bé nhưng quan trọng trong cuộc sống, như bữa ăn ngon, những cuộc trò chuyện chân thành, hay những khoảnh khắc yên bình. Đánh giá lại giá trị của bản thân. Sống chậm lại giúp bạn có thời gian để tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng về giá trị và mục tiêu của cuộc sống. Điều này giúp bạn xác định điều gì thực sự quan trọng với bản thân. Giảm áp lực và căng thẳng. Cuộc sống hiện đại thường đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, sống chậm lại giúp giảm áp lực và mang lại cảm giác thoải mái hơn. Bạn sẽ có thời gian để tận hưởng cuộc sống mà không cảm thấy gấp gáp. Kết nối với người khác. Sống chậm lại tạo cơ hội cho bạn tương tác và kết nối sâu sắc hơn với người khác. Những cuộc trò chuyện và mối quan hệ ý nghĩa có thể mang lại sự thỏa mãn và hạnh phúc. Đặt ra giới hạn cho công nghệ. Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử có thể giúp bạn sống chậm lại và tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Thực hành lòng biết ơn. Hãy dành thời gian để ghi nhận và cảm ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn. Nhờ những trải nghiệm và sự tự nhận thức này, bạn có thể dần ngộ ra rằng sống chậm lại không chỉ mang lại sự bình yên, mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và mối quan hệ với những người xung quanh.